San tham tức là xả bỏ chẳng đặng, nếu xả bỏ được thì sẽ đắc được. Xả bỏ gì? Xả bỏ nội tài và ngoại tài. Đắc được gì? Đắc được đức hạnh, đắc được công đức. Cho nên người tu đạo nên bố thí tất cả tài sản sở hữu bên ngoài, thân tâm tính mạng bên trong cũng phải bố thí. Bố thí được như thế thì còn có tham chấp chăng? Sở ngộ này của phổ hỷ thần, đạo lý này nói thì dễ, mà thực hành chẳng phải dễ, cho nên nói chẳng dễ gì minh bạch được. Nhưng vị phổ sinh hoàn hỷ chủ hạ thân này minh bạch được và ngộ được, cho nên nói chẳng dễ dàng. Sư Phật tu hành thật phương tiện, thành tựu vô biên biển công đức, khiến cho người thấy đều vui mừng, thắng trạng thần ngộ được môn này. Sư Phật tu hành thật phương tiện, thuở xưa phải tu hành đủ thứ phương tiện pháp môn, tại sao lại nói thật phương tiện, vì thật mà thí quyền, cho nên vì thật giáo mà tu phương tiện pháp môn, thành tựu vô biên biển công đức, Phật lợi ích chúng sinh, bố thí cho chúng sinh, làm đủ thứ công đức, phàm là việc có lợi cho chúng sinh đều đi làm, chẳng phải chuyên vì lợi mình, còn phải lợi người, cho nên thành tựu vô biên biển công đức khiến cho người thấy đều vui mừng phàm là chúng sinh thấy được phật đều khiến cho họ sinh tâm vui mừng thắng tràng thần ngộ được môn này cảnh giới này vị quảng đức thắng tràng chủ hà thần ngộ được mà vào môn giải thoát này chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh tất cả oán hại sinh tử bi nên được quang chiếu đẩy hư không phổ thế hà thần thấy hoàn hỉ Chúng sinh nhiễm ô đều thanh tịnh, nhiễm ô tức là dơ bẩn. Vì chúng sinh có tâm nhiễm ô cho nên Phật khiến cho họ hoàn toàn biến thành thanh tịnh. Tất cả oán hại sinh tử bi, oán hại tức là oán độc và sân hại. Chúng sinh có tâm sân hận oán hại này thì Phật khiến cho biến thành tâm tử bi nên được quang chiếu đầy hư không. Phật khiến cho tất cả chúng sinh nhiễm ô đều đạt được thanh tịnh, tất cả chúng sinh sân độc đều đạt được vui mừng. Cho nên đại trí huệ quang minh của Phật khắp cùng hư không biến pháp giới. Phổ thế hà thần thấy hoàn hỷ. Vị quang chiếu phổ thế chủ hà thần thấy được cảnh giới này mà sinh tâm hoàn hỷ. Phật là ruộng phước biển công đức, khiến cho hết thầy, lìa điều ác, cho đến thành tựu đại bồ đề giải thoát này của Hải Quang Thần. Phật là ruộng phước biển công đức, Phật là ruộng phước của chúng sinh, tức là ruộng đất để cho chúng sinh gieo trồng công đức, còn là biển công đức của chúng sinh, khiến cho hết thảy lìa điều ác, vì chúng sinh mà nói giới luật, tức là không làm các điều ác, ngăn ngừa việc quấy, nếu đừng làm các điều ác mà làm các điều thiện thì sẽ lìa khỏi mọi điều ác cho đến thành tựu đại bồ đề không những lìa khỏi các điều ác mà còn thành tựu đại bồ đề trong tương lai sẽ thành tựu quả phật giải thoát này của hải quang thần vị hải đức quang minh chủ hà thần minh bạch môn giải thoát này lại nữa chủ giá thần nhu nhuyến thắng vị được môn giải thoát làm cho tất cả chúng sinh được pháp từ vị khiến cho thành tựu thần phật ở trên đã giảng qua 10 vị chủ hạ thần. Các ngài mỗi vị đều nói một bài kệ để ca ngợi công đức của Phật. Sau đây lại có 10 vị chủ giá thần tiếp tục diễn sướng nghĩa lý đại hội Hoa Nghiêm. Bây giờ dùng trường hàng để nói rõ cảnh giới Hoa Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Đạo lý cảnh giới này chẳng phải phàm phu mà người nhị thừa hiểu rõ được, cho nên lại nữa, nghĩa là ý nghĩa ở trên chưa nói xong, này lại tiếp tục nói vị nhu nhuyến thắng vị chủ giá thần nhu nhuyến tức là pháp phương tiện khiến cho chúng sinh nghe pháp đều có cảm giác dễ chịu thừa thái thắng vị tức là vị đạo thủ thắng tức cũng là chùa ngọt đắng cay mặn năm vị giá tức là giá sắc giá là trồng trọt sắc là thu hoạch thần nông thời xưa dạy nhân dân phương pháp trồng trọt thu hoạch cách thức gieo giống chăm sóc tưới nước bón phân thu hoạch vân vân Vị thần này tức là thần quản lý trồng trọt thu hoạch. Người thế gian ưa thích năm mùi vị này, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Có người thích mặn, có người thích ngọt, có người thích đắng, có người thích chua, có người thích cay. Dòng vị mà mọi người thích đó là vị bình thường, chẳng phải là thắng vị. Thắng vị là gì? Tức là phương tiện trong sự phương tiện, liễu nghĩa trong sự liễu nghĩa. Vị này thắng hơn tất cả các vị, là một thứ pháp từ vị đặc biệt thủ thắng. Can tánh của mọi người đều khác nhau, do đó sự ưa thích cũng khác nhau. Người thích thiên chúa giáo thì cho rằng thiên chúa giáo trí cao vô thượng. Người thích cờ đốc giáo thì cho rằng cờ đốc giáo là đệ nhất thế giới. Người thích nho giáo thì cho rằng nhân nghĩa, lễ, trí tín, ngũ thường là đạo đức toàn thiện nhất. Người thích đạo giáo thì cho rằng luyện đan là thuốc trường, thuốc tiên, trường sinh bất lão. Người ấy thích Phật giáo thì cho rằng đạo Phật, cứu kính, liễu sinh, thoát tử. Chúng ta người tu đạo, tức là người làm ruộng đất. Hãy tự làm, tự ăn. Hãy tự lực cánh sinh, đem hạt giống bồ đề trồng vào ruộng phước của Phật, khiến cho nó nảy mầm đâm chồi lớn lên thành cây bồ đề. Kết quả bồ đề thật đắc được cảnh giới giải thoát. Do đó, người chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành. Người đã trồng căn lành thì khiến cho lớn lên, đã lớn lên thì khiến cho chín mùi Đã chín mùi thì khiến cho giải thoát Vị chủ giá thần này quản lý về việc này Ai trồng nhân bồ đề thì tương lai sẽ đắc được quả bồ đề. Tóm lại ai tu hành thì người đó đắc được Ai chẳng tu hành thì người đó chẳng đắc được Đắc được hay không đắc được Chỉ xem tu hay không tu Nếu y giáo phụng hành, y pháp tu hành Thì sẽ đắc được thứ pháp từ vị này Pháp từ vị này ngon ngọt nhất, thủ thắng nhất. Nếu hoàn toàn nếm được thì vị đó là thắng vị trong thắng vị. Pháp từ vị này có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Hãy vun bồi tưới nước vào ruộng pháp, tính đề thành tựu Phật quả. Thành tựu Phật rồi sẽ giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng thành Phật. Công tác của Phật là phổ độ giáo hóa chúng sinh. Vị chủ giá thần này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được rất từ vị, mà thành tựu thân phận ngài minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát từ vị. Chủ giá thần thời hoa tịnh quang được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh thọ vui sướng rộng lớn. Vị thời hoa tịnh quang chủ giá thần này có hoa sen lớn đẹp, một năm bốn mùa đều thường nở hoa, đóa hoa sen đẹp này phóng ra quang minh thành tịnh chiếu soi tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vui sướng rộng lớn đó là môn giải thoát vị này đắc được tất cả chúng sinh tức là bạn tôi họ đều bao quát hết thảy vị chủ giá thần này khiến cho chúng ta thọ được sự chiếu sáng của quang minh mà đắc được pháp ích chỉ cần tinh tấn tu hành thì cuối cùng sẽ đắc được môn giải thoát vui sướng rộng lớn. Chủ giá thần sắc được dũng kiện, được một giải thoát dùng tất cả pháp môn viên mãn, tịnh các cảnh giới. Sắc lực dũng kiện chủ giá thần, sắc lực tức là thân thể, dũng kiện tức là dũng mãnh tráng kiện, cho nên thân thể của vị này cường tráng vô cùng, vì giáo hóa chúng sinh mà ngày ngày đêm luôn luôn tinh tấn, không ngại gian lao, cũng chẳng thối tâm cho nên phải tu viên mãn tất cả pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội, đắc được bồn thể thanh tịnh, tức cũng khiến cho chúng sinh bỏ mê vẻ giác, cải tà, quý tránh, hành Bồ tát đạo, thành tựu Phật quả, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Cảnh giới của kinh hoa nghiêm diệu không thể tả, không thể nghĩ bàn, chẳng phải tri kiến của phàm phu chúng ta có thể nói được viên mãn, dù chư Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ, giờ phút đều giảng cũng nói không hết đạo lý hòa nghiêm hiện tại chỉ bất quá nói tại khoái một ít trong vạn phần mà thôi các vị thiện trí thức nếu cảm thấy có vấn đề gì thì hãy đưa ra để mọi người cùng dụng chân tâm nghiên cứu chỗ vĩ đại của phật giáo là dù có nghi vấn thì có thể nghiên cứu chẳng giống như các tôn giáo khác chỉ cho nghe giảng mà không cho nghi vấn đó mới là mê tín chủ giá thần tăng ích tình khí được một giải thoát thấy sức đại bi vô lượng thần thông biến hóa của phật vị tăng ích tình khí chủ giá thần tăng ích tức là tăng thêm lợi ích lợi ích gì lợi ích tăng thêm tình khí vị chủ giá thần này quản lý trồng trọt và thu hoạch khiến cho ngũ cốc phong phú cho nên tăng thêm tinh khí tinh khí xuống túc thì thân thể kiện khang thân thể kiện khang mới tu hành được nếu thân thể suy nhược, có muốn dụng công tu hành cũng bất tiện. Thân thể đau ốm thì không thể chuyên tâm tu hành. Cho nên nói tu hành chẳng dễ dàng, chẳng phải là việc đơn giản. Vị chủ giá thần này đắc được cảnh giới của Phật thấy được đời quá khứ của Đức Phật. Tù Pháp Môn Đại Bi Tâm được vô lượng vô biên sức thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Vị này tăng thêm Pháp Thần Huệ Mạng lại trợ giúp cho chúng sinh tăng thêm bồ đề tâm, tức cũng khiến cho chúng sinh tăng thêm tầm thiện pháp, tiêu diệt tất cả pháp ác. Pháp thiện tức là bồ đề tâm, pháp ác tức là tầm sân hận, cho nên khiến cho chúng sinh trồng ruộng công đức, kết quả công đức. Nếu chúng ta đừng theo pháp tu hành, xin tu tâm đại bi, thì cũng đắc được vô lượng vô biên sức thần thông biến hóa. Biến hóa là chẳng có pháp nhất định một số người biến hóa thì ở trong động biến hóa mà ở trong tĩnh không biến hóa được cảnh giới của phật thì không những ở trong động thiên biến vạn hóa mà ở trong tĩnh cũng có thần thông biến hóa bất cứ động tĩnh đều biến hóa được cho nên phật theo căn cơ mà thuyết pháp giáo hóa chúng sinh vị chủ giá thần này minh bạch phật pháp một phần nhỏ mà vào môn giải thoát này Người xưa nói động tác biến, biến tác hóa vì thiên hạ trí thành. Tôi thường nói động thì có biến hóa, các bạn không ngại tu thần thông để xem thử. Tu được thần thông thì sẽ hiểu sự biến hóa này. Bạn hiểu được tức là trí thành, đạo trí thành thì có thể biết trước. Thành đến cực điểm thì việc gì cũng đều biết trước được. Nhưng cứ lo đắp được sự biết trước thì cũng đừng biết quá nhiều. Biết quá nhiều cũng có phiền não, đó tức là động cũng là vọng tưởng chủ giá thần phổ sinh căn quả được môn giải thoát hiện khắp ruộng phước của phật khiến cho hạt giống trồng xuống không hư hoại vị phổ sinh căn quả chủ giá thần không những năng động mà cũng năng sinh sinh gì sinh căn sinh quả sinh căn gì sinh căn quả sinh quả gì sinh quả căn có căn mới có quả có quả tất có căn căn là căn gì là căn bồ đề Quả là quả gì? Là quả bồ đề. Đạo lý này không hiểu tức là ngu si. Tại sao? Trường hàng ở dưới đây nói rất rõ ràng. Vị chủ giá thần này đang được môn giải thoát. Hiện khắp dụng phước của Phật khiến cho hạt giống gieo xuống, không hư hoại. Những gì trồng ở trong dụng phước của Phật đều là căn bồ đề sẽ kết quả bồ đề không thể hư hoại, không thể không sinh ra, cũng không thể mất đi bất cứ lúc nào chắc chắn sẽ sinh căn bồ đề mà kết quả bồ đề chỉ cần tinh tấn thì sớm sẽ sinh căn sớm sẽ nở hoa sớm sẽ kết quả vị chủ gia thần này thường giúp đỡ chúng sinh trồng căn bồ đề trừ khi chẳng nghe được kinh hoa nghiêm đó là chuyện khác tạm thời không bàn tới chỉ cần nghe được kinh hoa nghiêm một khi lọt vào tai thì đã trồng xuống hạt giống thành đạo đó tức là hạt giống trồng xuống không hư mất giống như nuốt chất kim càng vào trong bụng. Bất cứ bộ tiêu hóa mạnh như thế nào cũng không thể tiêu hóa được chất kim cang, cho nên chất kim cang không bao giờ hư hoại. Căn và quả bồ đề cũng chẳng hư hoại như kim cang, cho nên nói một khi kinh hoa nghiêm nghe lọt vào tai thì nhất định sẽ phát bồ đề tâm, giống như các vị phát bồ đề tâm đó đều là căn lành đã thành thục. Các bạn ở trong quá khứ có đủ thứ nhân duyên khác nhau, có đủ thứ nhân duyên chẳng giống nhau, cho nên có người phát tâm rất thuận lợi công đức viên mãn, có người muốn phát tâm thì có nhiều sự chứng ngại phát sinh, nhưng nếu đã trồng xuống hạt giống bồ đề này thì sẽ chẳng mất đi, hạt giống này cuối cùng sẽ mọc rễ đâm chồi đơm hoa kết quả, đừng lo lắng sớm hay muộn gì đều sẽ thành Phật, ai muốn vào môn giải thoát này thì phải sớm phát bồ đề tâm chủ giá thần diệu nghiêm hoàn kế được muốn giải thoát khiến khắp chúng sinh phát hoa tịnh tín vị diệu nghiêm hoàn kế chủ giá thần này có công đức vi diệu không thể nghĩ bàn để trang nghiêm hoàn kế hoàn kế là đồ trang sức hình tròn hoàn là biểu thị sự vô tận kế là biểu thị tướng công đức trang nghiêm nói hết tóm lại nếu nói tỉ mỉ thì khó mà nói hết được vị này minh bạch một cảnh giới của phật đó là khiến khắp chúng sinh phát hoa tịnh tín. Hoa tịnh tín là gì? Tức là trước kia, rất nhiều sự nhiễm ô, rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều lòng tham muốn cho riêng mình mà không thể phát hoa tịnh tín. Bây giờ đã phát rồi thì chúng sinh chưa trồng căn lành, khiến cho họ trồng căn lành. Chúng sinh chưa phát tâm lành thì khiến cho họ phát tâm lành. Đó là tác dụng của sự phát khởi. Giống như trồng ngũ cốc xuống đất, được sự trợ duyên của ánh sáng mặt trời, được sự trợ duyên của nước và các sự trợ duyên khác thì mới đắp chồi nảy lọc lớn lên, phát hoa tịnh tín thì kết quả tịnh tín, không thể có hoa mà chẳng có quả, trừ khi đó là hoa dại cũng không thể có quả mà chẳng có hoa, hoa tịnh tín này là công đức thành tựu, đó là một sự biểu hiện thành tựu đạo Bồ đề, tức cũng là hoa kết quả viên mãn.